Đầu tư và tái cấu trúc là những điều cần thiết để Eurozone có thể tăng trưởng trở lại, bởi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB không thể một mình làm được mọi thứ. Đó là những gì Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính châu Âu Eurogroup, ông Mario Draghi, phát biểu trong một cuộc họp tìm giải pháp cho nền kinh tế khu vực. Một lần nữa, áp lực đang quay trở lại với Eurozone. Các bộ trưởng tài chính đã nhóm họp tại Ý nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực. Giờ đây, họ cần một chiến lược mới. Kể từ khi xảy ra khủng hoảng, các chính phủ đã tập trung vào việc cắt giảm ngân sách theo đề xuất của Đức nhằm giảm chi tiêu công và thu hút trở lại nhà đầu tư. Nhưng sau khi Pháp thừa nhận cần phải thêm 2 năm nữa mới có thể đưa nền tài chính của họ vào quỹ đạo, thì khả năng đầu tư là một điều còn xa vời. Chủ tịch nhóm Eurogroup Mario Draghi tại diễn đàn tài chính ở Milan cho rằng ECB không thể nào một mình khiến nền kinh tế Eurozone tăng trưởng. Ông kêu gọi các chính phủ trong khối cần phải chủ động hơn nữa trong việc thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế của mình. Chỉ có tái cấu trúc, cải cách chính sách thuế và tiền tệ mới có thể giúp cho khu vực Eurozone đón làn sóng đầu tư trở lại. Việc gia tăng đầu tư là yếu tố then chốt giúp đưa tỷ lệ lạm phát đến gần hơn mức mà chúng ta mong muốn, nhằm thúc đẩy kinh tế và giảm thất nghiệp. Trong khi đó, những nước gặp khó khăn như là Pháp và Ý thì kêu gọi các quy định ngân sách của EU cần phải mềm dẻo hơn nữa. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel lại bác bỏ việc bẻ cong các quy tắc. Đặc biệt là đối với Pháp và Ý, điều chúng ta cần là một thị trường lao động thông suốt, cho phép dịch chuyển nguồn lực một cách nhanh chóng đến nơi nào mà nền kinh tế đang cần. Vấn đề là luật lao động ở các nước cần phải thông thoáng hơn. Hiện giờ, nền kinh tế hai nước này vẫn còn thiếu sự năng động để có thể hồi phục từ khủng hoảng. Thách thức vẫn còn đó, nhưng giờ đây, kinh tế Eurozone đã không còn toàn những tin xấu, hy vọng đang tăng lên trong quý 3.